33 phẩm ngoại đạo. Bấy giờ có rất nhiều ngoại đạo phạm chí muốn tìm lỗi Phật, đi đến chỗ Phật. Lúc đó trời Đế Thích thấy rồi nghĩ: nay các chúng ngoại đạo phạm chí đi tới pháp hội rình tìm lỗi Phật, há chẳng phải Bát Nhã gặp nạn ư? Ta phải tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã lãnh thọ từ Phật, để cho bọn tà kia lui về bản xứ. Nghĩ vậy, trời Đế Thích liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Khi ấy, các chúng ngoại đạo phạm chí từ xa tỏ tướng cung kính, đi nhiễu quanh bên phải Đức Thế Tôn, rồi trở ra lại cửa, theo lối cũ đi về. Thấy vậy, Xá Lợi Tử nghĩ: các ngoại đạo kia vì nhân duyên gì mà vừa mới đến lại trở về? Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử: này Xá Lợi Tử, các ngoại đạo kia đến tìm lỗi ta, do trời Đế Thích tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa nên khiến cho họ lui về. Này Xá Lợi Tử, ta thấy ngoại đạo phạm chí kia chẳng có chút bạch pháp, chỉ vì ôm ác tâm tìm lỗi ta nên mới đi đến chỗ ta. Này Xá Lợi Tử, khi các loài hữu tình thiên ma phạm hoặc các sa môn bà la môn của tất cả thế gian thuyết Bát Nhã, thì ta thấy chẳng có kẻ nào ôm tâm nghịch ác mà đến tìm được lỗi. Vì cớ sao? Này Xá Lợi Tử, do chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắp cứu cánh trong tam thiên đại thiên thế giới đây, hoặc các thanh văn độc giác Bồ Tát Phật và tất cả rồng thần dược xoa nhân phi nhân đủ đại uy lực, đều bảo hộ Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng cho chúng ác gây nạn được. Vì cớ sao? Này Xá Lợi Tử, vì các chư thiên này đều nương vào uy lực Bát Nhã Ba La Mật Đa mà sanh. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, thanh văn độc giác Bồ Tát chư thiên, rồng thần dược xoa nhân phi nhân, khắp mười phương cõi như các sông Hằng, đều cùng bảo hộ Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng cho chúng ác gây nạn. Vì cớ sao? Này Xá Lợi Tử, vì chư Phật kia đều nương vào uy lực Bát Nhã Ba La Mật Đa mà sanh. Bấy giờ ác ma trộm nghĩ rằng: ngày nay Như Lai ứng chánh đẳng giác được bốn chúng vây quanh, và các trời người cõi dục cõi sắc đều đồng đến nhóm hội tuyên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong đây nhất định có đại Bồ Tát được thọ ký vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta phải đến đó phá hoại đôi mắt của vị ấy. Nghĩ như vậy rồi, ác ma hóa làm bốn quân oai hùng dũng mãnh kéo đến chỗ Phật. Khi đó trời Đế Thích thấy vậy nghĩ: ác ma hóa làm việc này, há chẳng phải đến để não hại Phật và gây nạn Bát Nhã Ba La Mật Đa sao? Vì cớ sao? Vì bốn quân như thế trang bị oai hùng đẹp lạ, thắng quân của dòng Ảnh Kiên, dòng Vua Thích Ca, dòng Lật Niêm Tỳ, dòng Lực Sĩ, bốn quân này đều chẳng sánh bằng. Do đó, ắt biết ma hóa làm ra, ác ma luôn luôn rình tìm lỗi Phật, phá các hữu tình tu tập pháp thù thắng, cho nên ta phải tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa đã lãnh thọ từ Phật, khiến cho ác ma kia lui về bản xứ. Nghĩ như vậy, Đế Thích liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Khi ấy ác ma phải lui trở về, vì bị uy lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa bức ép. Lúc đó chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh trong chúng hội, mỗi vị hóa làm nhiều thứ hoa trời, hương thơm tràng hoa và các đồ cúng vi diệu, vui mừng vọt lên hư không tán giải trên Phật, chắp tay cung kính đồng thưa Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho Bát Nhã Ba La Mật Đa đây trụ mãi trong cõi châu thiệm bộ. Vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, lưu bố trong cõi châu thiệm bộ, thì nên biết nơi đây Phật bảo, Pháp bảo, Bí Xô Tăng bảo trụ mãi chẳng diệt. Đối với tam thiên đại thiên thế giới đây, cho đến mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới cũng lại như vậy. Do đây chúng đại Bồ Tát và hạnh thù thắng cũng có thể rõ biết. Bạch Đức Thế Tôn, tùy theo các phương cõi có các thiện nam tử thiện nữ nhân đem lòng tịnh tín thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thì nên biết chỗ ấy có ánh sáng vi diệu trừ diệt tối tăm, sanh các thắng lợi. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích và các thiên chúng: đúng vậy, đúng vậy, đúng như các ông đã nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, lưu bố trong cõi châu thiệm bộ,
Phải biết nơi đây Phật bảo, Pháp bảo, Bí Xô Tăng bảo trụ mãi chẳng diệt. Đối với Tam Thiên Đại Thiên thế giới đây, cho đến mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới cũng lại như vậy. Do đây chúng Đại Bồ Tát và Hạnh Thù Thắng cũng có thể rõ biết. Tùy các phương cõi, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đem lòng tịnh tín, thọ trì bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, phải biết chỗ ấy có ánh sáng vi diệu, trừ diệt tối tăm, sanh các thắng lợi. Khi đó các thiên chúng, lần nữa, đều hóa làm các thứ hoa trời, hương thơm tràng hoa, tán giải lên Phật, lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh chuyên tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì ma và quân ma chẳng thể làm gì được các thiện nam tử, thiện nữ nhân này. Thiên chúng chúng con cũng thường theo ủng hộ, trợ giúp vị ấy, khiến cho không bị tổn thương, ưu não. Vì cớ sao, bạch Đức Thế Tôn, vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, chư thiên chúng con kính thờ như Phật, hoặc như Pháp Phật tôn trọng. Khi ấy, trời Đế Thích lại thưa Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, chẳng phải có ít căn lành mà thành tựu được việc đây, nhất định đời trước, ở vô lượng chỗ Phật, nhóm nhiều căn lành, phát nhiều chánh nguyện, cúng dường nhiều Phật, thờ nhiều bạn lành, nên mới có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được trí nhất thiết tướng của chư Phật, thì phải cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn được Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì phải cầu trí nhất thiết tướng của chư Phật. Vì cớ sao? Vì trí nhất thiết tướng của chư Phật đắc được đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa sanh ra, tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa đều từ trí nhất thiết tướng của chư Phật sanh ra. Vì sao vậy? Vì trí nhất thiết tướng mà chư Phật đắc được chẳng khác với Bát Nhã Ba La Mật Đa, tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khác với trí nhất thiết tướng của chư Phật, nên biết trí nhất thiết tướng mà chư Phật đắc được cùng với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, không hai, cũng không hai chỗ. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích, này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, cho nên công đức oai thần của Bát Nhã Ba La Mật Đa vô cùng tôn quý tối thắng.